Chào quý vị và các bạn. Kính thưa quý thầy cô giáo, hơn 30 năm công tác trong ngành giáo dục, các cô giáo Mai Bá Lâm Hương, Phạm Thị Nớp nay đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh trồng người và trở về với cuộc sống thanh nhàn, tiếp tục vai trò của người bà hiền từ và mẫu mực, một người mẹ giàu lòng yêu thương và đức độ, một người vợ đầy trách nhiệm trong mái ấm gia đình của mình. Như một lẽ tự nhiên của muôn đời, cảm giác phải rời xa những gì thân thuộc, gắn bó, gần gũi của cuộc đời mình với biết bao kỷ niệm vui buồn. Dù muốn dù không thì trong dòng chảy bất tận của thời gian, trong guồng quay hối hả của cuộc sống, đôi khi con người ta rơi vào khoảnh khắc ấy. Với toàn thể thầy cô giáo của trường Trung học Phổ thông Vị Thanh, cũng như cá nhân tôi, tuy có sự chuẩn bị tinh thần trong khoảng thời gian dài nhưng vẫn không khỏi sự chênh vênh, một thoáng buồn trên gương mặt khi khoảnh khắc ấy tìm đến trong buổi gặp mặt chia tay các đồng chí, đồng nghiệp khi về nghỉ hưu. Và hôm nay, nhà trường, công đoàn trân trọng tổ chức buổi lễ chia tay và cũng là sự ghi nhận, cảm ơn đối với hai cô giáo, Mai Bá Lâm Hương, Phạm Thị Nớp, về nghỉ hưu theo chế độ, khi đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp trồng người. Với hơn 30 năm công tác, đảm đương nhiều công việc khác nhau, trong các nhiệm vụ được phân công, các cô đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiều năm liền các cô đạt danh hiệu lao động tiên tiến và xuất sắc. Có thể nói rằng, cuộc đời dạy học của các cô là tấm gương sáng cho lớp lớp thế hệ học sinh noi theo. Các cô đã chọn cho mình con đường đi là người lái đò vì một mục tiêu cao cả và duy nhất, đó là tất cả vì học sinh thân yêu. Nhiều thế hệ học sinh của nhà trường đã trưởng thành vẫn luôn ghi nhớ hình ảnh cô Hương và cô Nớp, luôn tận tụy hết lòng vì học sinh, với mong muốn giáo dục, dạy dỗ các em trở thành những con người có ích cho xã hội. Trong cuộc sống và công tác, các cô là những người luôn biết vượt lên những khó khăn để yên tâm công tác. Trong suốt thời gian công tác, các cô luôn chân tình, cởi mở, chan hòa với đồng nghiệp. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, các cô cũng phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Từ những năm khó khăn nhất cho đến hôm nay, lòng nhiệt huyết của các cô luôn cháy mãi trên từng trang giáo án, với đàn em thân yêu và với đồng nghiệp của trường. Tất cả những đóng góp đó được chúng tôi ghi nhận và cảm ơn lòng tâm huyết của các cô với sự nghiệp trồng người của nhà trường. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đến nay cô Hương, cô Nớp đã đủ điều kiện được nghỉ hưu theo chế độ của nhà nước. Đó là niềm hạnh phúc và cũng là sự ghi nhận việc hoàn thành nghĩa vụ lao động với xã hội. Trong buổi chia tay này, cho phép tôi được gửi tới các cô lời cảm ơn, sự kính trọng trước những đóng góp của các cô trong suốt những năm gắn bó với mái trường Trung học Phổ thông Vị Thanh. Cuối cùng xin kính chúc quý cô về nghỉ hưu an nhàn, tràn đầy sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Xin trân trọng kính chào. Rồi, quay mặt vô đi. Rồi xong.